Chào các bạn, mình là Thùy Vân, chuyên viên tư vấn bệnh viện thẩm mỹ MCAT. Hôm nay chúng ta cùng theo chân bác Kim đến với phòng mổ, với ca mổ nâng ngực. Ca này khá đặc biệt ở chỗ là bạn có cái khung sườn hai bên không đều nhau, một bên sẽ ít, một bên sẽ nhiều. Bạn muốn nâng cái ngực lên có cái độ sexy vừa phải, một cái size ngực tự nhiên, làm ngực như không làm, rất là tự nhiên. Nên là chúng ta hãy cùng theo bác vào phòng mổ với ca này nhé. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta đến với một cái ca nâng ngực một bà hot girl ở Cần Thơ. Ca này có gì đặc biệt? Ca này cái đặc biệt á là cái lòng xương sườn bị lệch về phía bên phải, có nghĩa các bạn hình dung là ở phía chính giữa xương ức á thì nó nhô, nhưng mà cái phía xương sườn bên phải á thì nó bị lệch ra phía ngoài, kẹp ha ha, kẹp vào như này. Và khi là như vậy đó, nó làm cho cái bầu vú luôn có cảm giác bị triểu ra bên ngoài. Và như vậy trong cách làm á, chúng ta phải may nó lên. Như các bạn đang thấy ở đây là phải may nó lên. May nó lên có nghĩa là chúng ta phải kéo toàn bộ cái bầu ngực hướng về phía đường giữa, về phía cái hõm xương ức á, thì chúng ta mới đảm bảo được là cái bầu vú nó không bị triểu. Cụ thể ở đây là như thế này, các bạn thấy ở chỗ này là cái xương sườn nó nhô lên nè, nhô lên đây nè, ở đây nó không có bị, ở đây nó nhô hẳn ở đây nè. Và như vậy cái xương, cái góc chỗ chính giữa này thì nhô, nhưng mà góc này thì nó lại quẹo ra một phía ngoài, như vậy tạm gọi là quẹo ra phía ngoài. Đáng lẽ nó phải, cái xương sườn nó phải cong như thế này thì giờ nó quẹp phía như này. Vì vậy toàn bộ cái bầu ngực mà khi chúng ta đưa, chuẩn bị đưa lên á, thì các bạn từng tưởng tượng ở tư thế ngồi mà đứng á, nó sẽ kiểu xuống như vậy nè, dễ cảm giác cái chỗ này nó thòng xuống đó. Do vậy trong cái lần chúng ta phải dời cái này lên, dời toàn bộ cái này lên đây. Và chúng ta có thể cái điểm chặn ở đây thì nó mới không có tạo cái cảm giác là nó bị rơi xuống. Cho nên đây là một cái kỹ thuật tương đối khó. Vì vậy muốn nói cái điều này với các bạn là trong cái đánh giá lúc ban đầu á, chúng ta phải dự kiến được những cái tình huống như thế này. Và cũng vì cái tình trạng là cái nhô ở chính giữa quẹo xương sườn ở phía bên ngoài, cho nên bạn thấy là cái đường mổ á ở đây nó cũng sẽ khác nữa, tức là cái đường mổ nó sẽ nằm ở rìa của cái quần vú. Để chúng ta bỏ cái lượng da này, cái lượng da này chưa cắt nè, nhưng bên đây nó sẽ khác, bên đây sẽ đi cái đường mổ nằm ở phía dưới thôi là đủ đó. Thì cái sự khác nhau, cái sự đánh giá được cái lòng xương sườn, nó giúp chúng ta chọn cái đường đi vào hợp lý và cái cách xử lý nó cũng thích hợp. Các bạn chờ nhé. Để biết được nhiều thông tin tư vấn thêm về những cái dịch vụ tại bệnh viện MCAT, mình là Vân, các bạn hãy liên hệ mình qua số điện thoại 0909 129 698. Thân ái, chào tạm biệt.